sang trọng, lịch lãm, cao cấp. Dây lưới nam da bò Vân Tim Anus, lựa chọn của phái mạnh. Chuẩn da bò thật 100%. Ai cũng có thể đi dây lưới Tim Anus bởi thiết kế thoải mái, xỏ giày nhanh chóng, ôm chân cực thích. Dây lưới nam da bò Vân Tim Anus được làm từ chất liệu da bò thật 100%, mềm mại và bền bỉ. Chất da càng đi càng bền, thêm một lớp phủ nano công nghệ Nhật Bản trên bề mặt da, đảm bảo giày luôn sáng bóng và đẹp như mới. Từng đường chỉ trên giày được may hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ, tạo nét đẹp riêng, tinh tế. Đế giày khâu tay chắc chắn, đế cao su non mềm bao linh hoạt quanh giày, chịu lực cực tốt, tạo sự thoải mái nhẹ tênh khi mang giày. Bên trong giày Tim Anus sử dụng lót giày cao cấp, ngay lập tức bạn cảm nhận được độ êm của giày khi đặt chân. Đi giày, chân bạn luôn khô thoáng, khử mùi tối đa. Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng và được bảo hành lên đến 5 năm, được thoải mái kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Để lại ngay số điện thoại của bạn dưới video và có ngay một đôi giày Tim Anus của riêng mình.